Các bạn thân mến, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ tiểu thuyết Tầm Tần Ký, tác giả Huỳnh Dị. Chương 6. Cự tử Mặc Gia. Lang thang trong thảo nguyên không một bóng người được hơn 2 ngày, Hạng Thiếu Long đã trải qua những nỗi đau khổ nhất đời. Mấy ngày gần đây chỉ ăn toàn trái cây dại, lại nhờ các loại thảo dược trên núi nên vết thương không bị viêm và lan rộng. Vết thương cũng dần dần lành lại. Lúc này gã bắt đầu có sức nên cũng bắt được thỏ hoang để bổ sung nguồn thực phẩm. Theo lời chỉ dẫn của Đào Phương, ban ngày thì nhìn mặt trời, ban đêm thì xem ánh sao, tiến về phía Hàm Đan. Hôm ấy lại gặp phải ngọn núi, nhìn sườn núi treo leo không thể trèo được, chỉ có một cách duy nhất là đi vòng qua. Nào ngờ đi hơn 10 ngày mà vẫn chưa qua khỏi, cho đến khi rời khỏi núi thì đã sức cùng lực kiệt, ngay cả kiếm cũng bị gãy. Đang lúc lo lắng không biết làm thế nào thì lại phát hiện trong rừng có một quan đạo, nên vui mừng ra mặt, cứ men theo con quan đạo ấy mà đi. Lúc này đôi giày của gã cũng đã rách bươm. Trên đường đã gặp 2 nhóm thương nhân, thấy bộ dạng tiều tụy của gã, bọn chúng đều vội vàng đi, không hề để ý đến gã. Hạng Thiếu Long than cho tỉnh người ấm lạnh, lại đi thêm 3 ngày, cuối cùng đã đến được thành Võ An thuộc nước Triệu. Lúc ấy buổi tối trời chuyển lạnh, lạnh đến nỗi gã run lập cập. Khi định vào thành thì bị quân Triệu đuổi ra, gã mới biết kẻ vào thành phải nộp quan thuế, lại phải kiểm tra giấy tờ. Đừng nói gã không một đồng xu, chỉ dáng vẻ như một tên ăn mày cũng đã khó vào thành. Hạng Thiếu Long không ngờ mình lại trở thành một kẻ lang thang, may mà gã đã được huấn luyện quân sự, nên lòng dạ cũng kiên nghị, không hề chán nản, ở ngoài thành đợi cơ hội. Gã tính toán, sau khi vào thành sẽ đánh cắp, hoặc lừa bịp hay cướp giật quần áo, thức ăn, và một thớt ngựa, hỏi đường đến Hàm Đan tìm gặp Đào Phương để kết thúc chuỗi ngày khốn khổ này. Đêm ấy, gã phải ăn quả trái cây dại để qua cơn đói, rồi ngủ lại trong lùm cây bên vệ đường không biết bao lâu. Gã bị đánh thức bởi tiếng bánh xe. Gã mở mắt ra thì thấy một đoàn xe la chở cừu. Gã vui mừng, thừa lúc không ai chú ý, chui vào trong chiếc cuối cùng, chen với đàn cừu trốn vào thành. Đây là một thành lớn của nước Triệu thời Chiến Quốc. Thành cao, hào sâu, nhà cửa rất quy mô, người đông nhưng nữ nhiều, nam ít. Hạng Thiếu Long nghĩ bụng, đó chắc chắn là hậu quả của trận Trường Bình, Bạch Khởi đã chôn sống 40 vạn quân Triệu. Không biết có nghề nam kỹ hay không, nếu có thì với khả năng của mình, gã có thể kiếm bộn tiền để mua ngựa tốt, áo đẹp đến Hàm Đan. Nghĩ tới đây, gã cảm thấy tức cười, nhảy xuống xe. Người trên đường thấy gã đều lộ ánh mắt khinh khi. Hạng Thiếu Long sờ râu trên mặt, suýt tí nữa khóc giống lên. Trước khi vào thành, trong lòng còn có một mục đích, ấy là làm cách nào để vào thành, nhưng giờ đây đã ở trong thành, lại không biết làm gì mới phải. Gã cảm thấy tủi thân, nên lẩn vào một ngõ khuất, nhưng lại bị đám trẻ đang chơi trong sân phát hiện. Chúng đuổi theo trêu ghẹo gã như một quái vật, có đứa thậm chí còn ném đá vào gã. Khi gã quay đầu hù dọa, đám trẻ chạy tán loạn, trong đó một tiểu nữ đồng chạy không kịp nên té nhào xuống đất. Khi Hạng Thiếu Long cúi xuống đỡ nó dậy, đứa trẻ hoảng sợ khóc òa lên. Thế là một đám đông cầm gậy gộc la hét đuổi đánh gã. Hạng Thiếu Long không muốn ra tay nên chỉ bỏ chạy, cuối cùng lần vào một ngôi miếu hoang. Bỗng nhiên có bước chân vọng tới, gã vội nấp sau bức tượng. Làm thế nào đây? Thà quay về thôn Tang Lâm tìm Mỹ Tảm Nương, sống hết đời nơi sơn cốc cho xong. Nghĩ đến đó, quả đúng là anh hùng khí đoạn. Bỗng nhiên, trong miếu có thêm một người. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nhìn ra, thì ra là một người đàn ông trung niên, mặc áo gai, chân trần, chả trách nào gã không nghe được bước chân. Người ấy thân hình cao lớn, cũng cao gần bằng gã, khuôn mặt chất phác, hiền lành, nhưng hai mắt có thần. Ngoài mái tóc được bới lên, người này rất giống với một người xuất gia tu khổ hạnh. Hai người nhìn nhau chằm chằm.
Người ấy bước đến phía trước Hạng Thiếu Long, cúi người xuống hỏi: "Vị huynh đài này từ đâu đến?" Hạng Thiếu Long không biết đối phương có ý gì, nên trả lời: "Bỉ nhân vốn đến Hàm Đan thăm bà con, bị lạc đường, mới đến đây. Nếu đại gia chịu khó cho bỉ nhân biết đường đến Hàm Đan, thực cảm kích vô cùng." Lúc này lời nói của gã đã bắt chước 7-8 phần người thời này. Người ấy mỉm cười nói: "Ta chẳng phải là đại gia gì cả, chẳng qua thấy ngươi khôi ngô khác thường, lại nhất biểu nhân tài, tuy lang thang lưu lạc, nhưng hai mắt vẫn còn ngạo khí, nên buông lời hỏi dò, hãy nói cho ta biết, ngươi có tài gì?" Hạng Thiếu Long mắng thầm trong bụng, nhưng vì phải hỏi đường đi Hàm Đan, nên gã cố nén giận đáp: "Tôi chẳng biết gì cả, chỉ có một thân sức trâu này, không sợ làm lụng vất vả hay đánh nhau." Người ấy lại mỉm cười: "Ngươi biết sử dụng kiếm chăng?" Hạng Thiếu Long gật đầu. Người ấy nói: "Hãy theo ta." Nói rồi đẩy cánh cửa sau bước ra. Hạng Thiếu Long bước theo. Phía trong có một động thiên nữa. Đó là một hậu viên đổ nát. Xung quanh là tường cao. Giữa là một hồ nhỏ đá khô. Góc kia là một căn nhà đá. Người ấy xách một đôi kiếm gỗ bước ra, ném một thanh cho Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long tiếp kiếm mà giật mình. Thanh kiếm này còn nặng hơn thanh kiếm sắt của gã trước kia mấy lần. Thanh kiếm ánh lên màu đen tuyền, không biết được làm từ gỗ gì. Thấy vẻ ngạc nhiên của gã, người ấy nói: "Đây là thanh kiếm được đẽo nên từ hoa lưu mộc nghìn năm. Nào, tấn công ta đi." Hạng Thiếu Long múa hai đường kiếm rồi lắc đầu: "Không, ta e làm bị thương ông." Mắt người ấy ánh lên tia tán thưởng, cười rằng: "Nếu kiếm của ngươi có thể chạm vào áo của bổn nhân, bổn nhân sẽ lập tức tặng bản đồ lên Hàm Đan và quần áo mới cho ngươi." Hạng Thiếu Long vừa nghe đã ngạc nhiên, bụng nghĩ thầm, người này còn tự phụ hơn gã, cười ha hả đáp: "Vậy ta không khách sáo nữa." Gã xông về phía trước, khi còn cách người ấy 5 bước, gã giả vờ xoay người sang trái, sau đó chuyển sang phải, quét ngang một đường kiếm, lấy mạnh đấu với mạnh, dùng sức tay để bật kiếm gỗ của đối phương. Nào ngờ người ấy đứng im, cổ tay lắc một cái, kiếm gỗ phát sau mà đến trước, bạt mũi kiếm của gã lên trên, tiếp theo đâm một mũi kiếm xiên xuống, tựa như muốn đâm mũi kiếm vào mặt Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long thất kinh, lùi một bước. Kiếm thuật của đối phương thật khó đối phó, nhưng trong lòng vẫn không phục. Gã quát lớn một tiếng, xông về phía trước như mãnh hổ, đâm liền 7 nhát kiếm như cuồng phong quét lá rơi, thoát trên, thoát dưới, quét ngang, chém dọc. Người ấy nhếch mép cười, vẫn đứng yên bất động, nhưng dù gã chém ở góc nào, cũng đều có thể bật kiếm của gã ra. Thế kiếm tiếp theo đều bức gã thối lui, không hề tranh sức với gã. Tuy chỉ thủ không công, nhưng không thể nào chạm đến hắn được. Tiếng kiếm chạm nhau cốp cốp, không ngừng vang bên tai. Chém được 72 kiếm, Hạng Thiếu Long cuối cùng đuối sức, thối lùi ra sau. Người ấy kinh ngạc nói: "Thì ra ngươi quả thật không hiểu kiếm thuật, chỉ là dựa vào sức khỏe và sự lanh lẹ. Nhưng những kiếm sĩ bình thường gặp phải ngươi tất khó tránh được." "Ta tự biết ta không bằng ngài. Than ôi, vậy mà ta còn muốn dẫn thân trong thiên hạ, thì ra kiếm thuật chân chính lại lợi hại như vậy. Xin cáo từ, ta sẽ quay về trốn thâm sơn cho xong." Hạng Thiếu Long trả kiếm lại, nhận thua. Câu nói cuối cùng quả thật nghe rất giàu dĩ. Gã mong muốn về thời đại của mình. Nếu tỉ thí bắn súng, chắc chắn gã sẽ hơn hẳn kiếm khách này. Người ấy cười nói: "Xem ngôn hạnh cử chỉ của huynh đài, bần mà không tham, khí độ hơn người, khắc biết là một nhân vật chính nghĩa phi thường. Nào, hãy tắm rồi thay bộ y phục sạch sẽ, ta sẽ thổi cơm, chúng ta hãy lại cùng nói chuyện với nhau." Ăn xong 2 bát cơm, Hạng Thiếu Long lấy lại tinh thần. Sau khi cạo râu, cắt tóc, thay bộ quần áo, Hạng Thiếu Long thay đổi như một người khác. Người ấy nhìn với vẻ thán phục lắm, hỏi: "Vừa rồi huynh đài nói phải lập sự nghiệp, chẳng hay sự nghiệp ấy là gì?" Hạng Thiếu Long ngẩn người, đáp lại với vẻ hơi lúng túng: "Quả thật ta cũng chưa biết rõ, chỉ là tới đâu thì hay tới đó. Hiện giờ ta đã có y phục, muốn đổi thanh chủy thủ trong người lấy ít tiền, sau đó mua một thất ngựa để đến Hàm Đan." Người ấy nhíu mày: "Đại trượng phu lập thân trên đời, há có thể không có mục tiêu và lý tưởng,
nhân tài tự tạo thời thế mới được tính là một đấng hào kiệt. Hạng Thiếu Long không phục, nói: Vậy ngài có lý tưởng gì? Rất đơn giản, ấy là phải trừ cái hại của thiên hạ để thực hiện cái lợi của thiên hạ. Hạng Thiếu Long cười: Hai câu này thật sơ sài, thế nào là cái lợi và cái hại của thiên hạ? Người ấy không lấy làm khó chịu mà điểm nhiên đáp: Cái hại của thiên hạ ví như kẻ mạnh xâm lược kẻ yếu, nước lớn xâm lược nước nhỏ, kẻ có trí áp bức kẻ đần độn. Cái gốc của tất cả mối họa này là do người với người không tương ái. Nếu có thể tương ái tương lợi, thì có thể phân chia bình quân tài sản, gạt bỏ lòng đố kỵ oán hận tranh đoạt, thì sẽ thực hiện được điều đại lợi cho thiên hạ. Hạng Thiếu Long giật mình nói: Thì ra là ngài là tín đồ của Mặc Gia. Người ấy ngạc nhiên hỏi: Thế nào là Mặc Gia? Hạng Thiếu Long sôi nổi trả lời: Sư tổ của ngài phải chăng là Mặc Định? Học thuyết của ông ta rất nổi tiếng, cùng xếp ngang hàng với ba nhà Nho, Đạo, Pháp. Người ấy nghe xong chẳng hiểu gì cả, nhưng nghe gã nhắc tới tên Mặc Địch, rõ ràng không phải nói bừa, gật đầu nói: Mặc Địch quả thật là cự tử của bọn ta, ngươi quả thật là người ở thôn quê hay sao? Hạng Thiếu Long lấy làm lạ hỏi: Cự tử là gì? Ta không hề biết chuyện này. Người ấy nghĩ ngợi một chặp rồi đáp: Cự tử là lãnh tụ của Mặc Giả Hành Hội. Lúc mới đầu thành lập là hy vọng dùng võ để ngăn võ, nhưng chỉ là thay người khác giữ, không thay người khác công. Đáng tiếc hành hội ngày nay thay đổi quá nhiều, chia thành ba nhóm, theo địa phương gọi là Tề Mặc, Sở Mặc và Triệu Mặc. Bổn nhân là truyền đồ của cụ tử Mạnh Thắng. Lần này xuống núi chính là mong có thể thống nhất ba hành hội lại để cùng phấn đấu cho một lý tưởng. Hạng Thiếu Long trầm giọng hỏi: Chuyện bí mật này sao ngài lại nói ra cho tôi biết? Người ấy thở dài rồi nói: Ta thân mang cự tử lệnh, vốn tưởng chuyện trùng trấn hành hội là chuyện dễ như trở bàn tay, nào ngờ khi đến Hàm Đan gặp lãnh tụ Triệu Mặc thì bị đối phương sai người truy sát nên mới trốn đến chốn này. Lòng nghĩ thế cô sức yếu, cần phải triệu tập chúng đồ thì mới mong thống nhất Tam Mặc. Một nhân tài như ngươi đây, ta làm sao có thể dễ dàng bỏ qua? Hạng Thiếu Long xua tay lia lịa nói: Điều này không được, ta tuyệt đối sẽ không liều mạng vì một lý tưởng mãi mãi không đạt thành như vậy. Hãy tin ta đi, lý tưởng của Mặc Gia vẫn không thể thành công được. Sau khi chia bình quân tài sản, ngược lại sẽ có rất nhiều kẻ lười biếng, chỉ có cạnh tranh mới tiến bộ được. Người ấy nghe xong giật mình, nhắm mắt trầm tư. Hạng Thiếu Long hạ giọng nài nỉ: Hay là hãy chỉ đường cho ta đến Hàm Đan đi, cái ơn cho ăn cho mặc này Hạng Thiếu Long ta sẽ mãi không quên. Người ấy đột nhiên mở to mắt, ánh mắt như có điện, mỉm cười đáp: Trên đời há có chuyện không làm mà ăn được, hãy theo ta học kiếm thuật. Khi ngươi công phá cây mộc kiếm trên tay ta, ta sẽ cùng ngươi đến Hàm Đan. Nếu là đại trượng phu thì hãy đáp ứng lời thỉnh cầu của ta. Bằng không, dù có tới Hàm Đan, gặp phải tay kiếm thuật chân chính thì tất khó thoát. Hạng Thiếu Long nghĩ cũng có lý, gã dò dự đáp: Ngài không ép tôi vào cái hành hội gì đó của ngài chứ? Người ấy cười: Không những không ép ngươi vào hội, cả bái sư cũng miễn luôn. Chúng ta chỉ là bạn bè. Tên của ta là Nguyên Tông, nếu thích thì chỉ cần gọi ta là Nguyên Huynh. Vì thế, Hạng Thiếu Long ở lại ngôi miếu này, mỗi ngày sớm tối luyện kiếm cùng Nguyên Tông, lại cùng y đàm luận, công phẩm chi đạo. Gã tiến bộ nhanh chóng, ngay cả Nguyên Tông cũng phải thán phục, khen ngợi không ngớt. Một tháng sau, gã có thể đánh tay đôi với Nguyên Tông. Mỗi ngày, Nguyên Tông đều ra ngoài, chỉ còn lại Hạng Thiếu Long say mê luyện kiếm. Đến hoàng hôn, Nguyên Tông mới mang thức ăn về. 3 tháng cứ thế trôi qua nhanh chóng. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe tiểu thuyết Tầm Tần Ký, tác giả Huỳnh Dị. Chương 7: Danh lừng thiên hạ. Ngày hôm đó đến tối mịt, Nguyên Tông mới quay về. Vẻ mặt rất nghiêm trọng, kéo Hạng Thiếu Long vào nhà, nhíu mày một lát rồi nói: Bọn chúng đuổi đến rồi. Hạng Thiếu Long lúc này đã coi Nguyên Tông vừa là bạn,
vừa là thầy nên có tình cảm sâu sắc. Nghe vậy gã lo lắng hỏi, ai đã đuổi đến đây? Nguyên Tông than rằng, đó là Nghiêm Bình của Triệu Mặc. Sau khi ta đả thương 18 tên của bọn chúng thì mới có thể thoát thân về đây được. Gã muốn cướp cự tử lệnh trên người ta, chỉ có nó Nghiêm Bình mới danh chính ngôn thuận trở thành cự tử. Dừng một lúc rồi lắc đầu cười khổ não. Thật mắc cười, trong hành hội của chúng ta không còn đạt được kiêm ái thì nói gì đến lý tưởng nữa. Hạng Thiếu Long không biết làm thế nào mới an ủi y được. Nguyên Tông rút trong người ra một mảnh đồng vuông, trên có khắc chữ Mặc giống như một cái ấm, đưa cho Hạng Thiếu Long rồi nói, ngươi cầm mảnh bài này, lập tức trốn tới Hàm Đan. Ta đã vẽ cho ngươi bản địa đồ. Những ngày này ta đã kiếm được cho ngươi đủ lộ phí, hãy mau chạy đi. Hạng Thiếu Long cảm động lắm, quả quyết đáp, không, muốn chạy thì cùng chạy. Nguyên Tông mỉm cười hỏi, Thiếu Long, ngươi có biết vì sao ta truyền kiếm thuật cử thế vô song của họ Mạc cho ngươi chăng? Hạng Thiếu Long bối rối lắc đầu. Nguyên Tông đáp, ta đã từng chu du các nước, quan sát dân tình, cuối cùng mới thay đổi cách nghĩ. Nếu muốn thiên hạ thái bình, cách duy nhất là phải xóa bỏ khác biệt giữa các nước. Tất cả mọi người phải đặt dưới sự thống trị của một quân chủ. Chỉ có nhân tài thống nhất được thiên hạ mới thực hiện được lý tưởng Mặc gia của ta, thực hiện điều lợi cho thiên hạ, mà người ấy chính là ngươi, nên ta mới dốc lòng truyền thụ cho ngươi. Hạng Thiếu Long thầm than trong bụng, gã biết đích xác người thống nhất thiên hạ chính là Tần Thủy Hoàng. Còn gã chỉ là phường su viêm phụ nhiệt, chỉ nghĩ tới tìm Tần Thủy Hoàng, giúp đỡ ông ta một tay để sau này hưởng vinh hoa phú quý. Nghĩ tới đó bắt đầu trong lòng thấy hổ thẹn. Nguyên Tông thấy gã cúi đầu không nói, tưởng rằng gã đang cảm động nên vỗ vai mà rằng, nếu ngươi quả thật cảm kích ta thì hãy hành động theo lời ta. Người của Nghiêm Bình phái đến đây toàn là cao thủ kiếm thuật, tuy chỉ vài trăm nhưng không phải dễ đối phó. Ta có dụng cụ trèo thành, ta sẽ gây chú ý cho bọn chúng. Còn ngươi thừa cơ trốn thoát, ngươi muốn làm đại sự chớ có câu nệ tiểu tiết. Nếu ngươi có lòng dạ đàn bà thì chúng ta sẽ đến mất mạng vô ích, mà cự tử lệnh cũng rơi vào tay gian nhân. Nguyên Tông ta đây chết cũng không nhắm mắt. Hạng Thiếu Long nhận lấy cự tử lệnh, chỉ cảm thấy bàn tay hơi lạnh, rõ ràng chỉ là một miếng đồng bình thường. Gã thầm trách Nghiêm Bình sao không tự tạo ra một miếng khác, miệng than rằng, đại ân này không thể nói lời cảm tạ, ta thật không còn gì để nói nữa. Nguyên Tông cười đáp, đừng bi quan như thế, chúng muốn giết ta cũng chẳng phải dễ, nói không chừng chúng ta vẫn còn có ngày gặp lại. Trong tay nải này có một đôi giày, ngươi chẳng phải là người trong hội của ta, không cần phải đi chân trần, không cẩn thận lại đạp phải những vật ô uế như phân gà, phân chó. Hạng Thiếu Long nén không được, cười phá lên, nhưng nước mắt cũng đồng thời lăn xuống. Trong lòng bỗng nảy lên một ý nghĩ mà ngay cả bản thân cũng kinh hãi. Nếu như giết chết bạo quân Tần Thủy Hoàng, thì lịch sử sẽ thay đổi như thế nào đây? Đêm ấy Hạng Thiếu Long vượt tường mà trốn khỏi thành Võ An. Gã biết rằng mãi mãi sẽ không gặp lại Nguyên Tông. Một trí giả và một bậc tôn sư kiếm thuật tận mắt chứng kiến hành hội của chính mình tam phân ngũ liệt, Mặc giả trở thành những kẻ tranh quyền đoạt lợi. Trái tim đầy nhiệt huyết ấy đã chết đi, quyết ý lấy thân mình tuẫn đạo, mong dùng cái chết của mình để khơi dậy bầu nhiệt huyết của Hạng Thiếu Long, khiến gã có thể thực hiện điều lợi cho thiên hạ bằng cách khác. Nhưng bằng đôi tay của Hạng Thiếu Long thì làm sao có thể thay đổi lịch sử Trung Quốc? Gã cũng đâu phải là Tần Thủy Hoàng, nhưng gã phải chăng có thể ảnh hưởng đến Doanh Chính, cũng như Nguyên Tông đã ảnh hưởng đến gã? Sau khi thay đổi, đối với lịch sử Trung Quốc mà nói là họa hay phúc? Thời gian qua đi cũng chẳng biết bao nhiêu ngày, gã cũng đến được ngoài thành Hàm Đan. Trên đường đi, gã luôn luôn luyện bộ kiếm pháp Nguyên Tông chỉ dạy. Gã căn cứ vào nhân thể học và lực học của thời hiện đại để dung hợp vào trong kiếm thuật. Gã đã quên đi thời gian, có lúc ở lại trốn đồng không hơn 10 ngày, nhờ vào tài bắn tên của mình để bắt thú hoang ăn qua bữa. Sức lực của gã trong hoàn cảnh khắc khổ này trở nên cường tráng mạnh mẽ hơn. Gã vốn muốn đột nhập vào Hàm Đan, nhưng thấy tình hình canh gác nghiêm ngặt này, chỉ có một cách là đến cửa thành nhắc đại danh của Ô Thị Lô, chủ nhân của Đào Phương. Tên lính gác lập tức tìm một viên quan đến gặp hắn. Viên quan trẻ tuổi nhìn hắn một chập
rồi hỏi: "Ngươi tên gì?" Hạng Thiếu Long thật thà đáp: "Tiểu nhân tên Hạng Thiếu Long." Viên quan và hơn 10 tên lính Triệu xung quanh đều biến sắc, y quát to: "Cuồng đồ to gan, dám mạo danh Hạng anh hùng, nửa năm trước trong trận chiến với Mã Tặc, vì cứu đồng bạn mà đã tráng liệt hy sinh, ta có một người bạn chính mắt trông thấy ngài một mình chặn đuổi truy binh." Hạng Thiếu Long ngạc nhiên lắm, không ngờ mình nổi danh như thế, cứ để cho bọn lính Triệu bắt lấy mà không hề phản kháng, cười hỏi: "Bạn của đại nhân tên là gì?" Viên quan nói tên người ấy ra, Hạng Thiếu Long vội nói ngay diện mạo của người ấy. Lúc này có người móc trong người hắn ra cây chủy thủ Đào Phương đã tặng, viên quan không còn nghi ngờ gì nữa, thay đổi thái độ ngay, đồng thời sai người phi báo cho Đào Phương ở Hàm Đan, lại còn tự mình hộ tống gã vào kinh thành của Triệu Quốc. Viên quan tên Đinh Tân, trên đường đi, y nói với Hạng Thiếu Long: "Ô gia là một trong những người được tôn kính nhất Hàm Đan, nếu không có ngài thu mua chiến mã ở các nơi, quyên góp cho quốc khố, nước Triệu chúng tôi e rằng đã sớm bị tiêu diệt. Hiện nay người Yên đang tấn công chúng tôi, may mà hai vị đại tướng của chúng ta là Liêm Pha và Nhạc Thừa giết quân Yên không còn manh giáp, lại còn tấn công ngược lại nước Yên, thật khiến cho người ta vui sướng trong lòng." Hạng Thiếu Long rất muốn hỏi, nước Triệu đã âm thịnh dương suy, tại sao lại còn mua các thiếu nữ ở các nơi, nhưng sợ đối phương ái ngại nên nhẫn nhịn không hỏi. Rốt cuộc cũng đã tới được Hàm Đan. So với thành Võ An, Hàm Đan ít nhất cũng lớn hơn 3-4 lần. Con kênh hộ thành cũng sâu và rộng hơn, tường thành lại dày, có cái thế của một người giữ mà vạn người khó phá. Ngoài thành lại có hai doanh Triệu binh, quân doanh liên tiếp nhau, cờ xí phấp phới, thật làm cho người ta kinh khiếp. Trên thành đầy tiêu binh, kiếm tuốt nỏ căng, không khí rất căng thẳng. Chưa vào đến thành, thì một đám kỵ sĩ chờ tới. Dẫn đầu là Đào Phương, ngoài ra còn có tất cả những chiến hữu đã vào sinh ra tử khác. Lý Thiện cũng có trong số ấy. Lúc gặp mặt, ai nấy đều vui mừng, Đào Phương và đám võ sĩ gieo hò vang trời, đưa gã vào thành. Hạng Thiếu Long nhịn không được hỏi Đào Phương: "Đình Phương Thị có khỏe không?" Đào Phương biến sắc, áy náy đáp: "Xin lỗi, ta tưởng Thiếu Long người đã chết vào tay giặc, chờ 3 tháng sau, ta vâng lệnh chủ nhân đem nàng tặng cho kẻ khác làm vũ cơ." Nói rồi mỉm cười: "Nhưng Thiếu Long cứ an tâm, ta sẽ chọn 2 mỹ nữ đẹp hơn nàng để hầu hạ cho người." Hạng Thiếu Long như bị kẻ khác đấm vào ngực, sắc mặt nhợt nhạt, lát sau lại nói: "Đã tặng cho người nào?" Đào Phương kinh ngạc, không ngờ một kẻ phong lưu anh tuấn như gã mà lại đa tình như thế đối với một nữ nhân được mua về, thở dài đáp: "Xin lỗi, ta không thể cho ngươi biết được, Thiếu Long." Thiếu Long giận lắm, nói: "Đừng nói nữa, nếu chưa chứng minh được ta thật sự đã chết, ngài cũng không nên đem nàng tặng cho kẻ khác." Đào Phương chẳng tỏ vẻ gì không vui, miệng nói: "Thiếu Long, ngươi hãy ở trong biệt quán mà nghỉ ngơi tắm rửa, hãy để ta nghĩ cách cho ngươi. Ngày mai chủ nhân sẽ tiếp kiến ngươi, đó là vinh hạnh lớn nhất của võ sĩ trong phủ ta, đừng bỏ qua cơ hội này." Hạng Thiếu Long đang buồn rầu nên chẳng muốn ngó đến xung quanh. Không có sự bảo vệ của mình, người đàn bà mệnh khổ ấy phải chăng lại rơi vào cảnh khốn khó? Giờ này chắc nàng đang bị những gã đàn ông khác hành hạ. Hạng Thiếu Long giật mình bước về phía trước, chỉ thấy một đoàn người ngựa đang nép qua một bên để nhường đường cho một đội kỵ binh khoảng hơn 20 tên lướt qua. Đào Phương ghé tai Hạng Thiếu Long, nói: "Ấy là tọa giá của Nhã Phu Nhân, em gái nhỏ nhất của Hiếu Thành Vương chúng ta. Nàng là đại mỹ nhân nổi tiếng ở thành Hàm Đan, được gả cho Triệu Quát, đáng tiếc là đã chết trong trận Trường Bình." Đoàn người ngựa chậm chậm vượt qua, bỗng nhiên dừng lại trước mặt họ. Khi mọi người đang kinh ngạc, một tên võ sĩ thúc ngựa đến, mời Đào Phương sang. Đào Phương rất kinh ngạc, vội vàng xuống ngựa, đứng cúi đầu trước rèm xe, nói vài câu với Nhã Phu Nhân. Xe ngựa lại tiếp tục đi. Đào Phương gặp người tống tiễn, một lát sau mới quay lại, mỉm cười bí hiểm với Hạng Thiếu Long mà không hề tiết lộ gì. Hạng Thiếu Long đến biệt quán, ở trong một căn phòng độc lập. Đào Phương đặc biệt sai 4 nô tỳ xinh đẹp đến hầu hạ gã tắm rửa thay đồ. Đêm ấy, trong 21 chiếu ở đại sảnh biệt quán, ngoài những võ sĩ cùng chung hoạn nạn ngày ấy, còn có những trợ thủ đắc lực khác của Ô Thị Lô, không khí rất vui vẻ,
Nhưng Hạng Thiếu Long lại nhớ về Đình Phương Thị và Mỹ Tản Nương, lại nhớ về những bạn bè thân thiết trong thời đại của mình, có lẽ sẽ không gặp lại. Nên chỉ có một cách là mượn rượu giải sầu, uống đến nỗi say lúy túy, đến khi tiệc tàn thì cũng đã bất tỉnh nhân sự. Trong cơn mơ hồ, hình như Đình Phương Thị quay về cùng gã trọn giấc Vu Sơn. Khi tỉnh dậy thì thấy đang nằm trên giường trong phòng ngủ. Ánh mặt trời chiếu qua khe cửa vào trong phòng, nằm bên cạnh là một mỹ nhân xinh đẹp như ngọc, nhưng không phải là một trong số 4 nô tỳ xinh đẹp. Khuôn mặt bầu bĩnh của nàng đẹp không thể chê vào đâu được. Tuổi không quá 18, mái tóc dài đen nhánh lòa xòa dưới gối. Thêm vào nữa là đôi môi đỏ cùng làn da trắng như tuyết của nàng, khiến người ta phải rung động tơ lòng. Mỹ nhân đang say sưa giấc đẹp, mặt vẫn còn vương dấu nước mắt, nhưng ấy là sự thỏa mãn sau cuộc mây mưa. Hạng Thiếu Long kêu trời, không biết đêm qua đã làm gì với thiếu nữ xinh đẹp hơn cả Đình Phương Thị và Mỹ Tản Nương này. Trong lòng chợt nảy ra một ý, nén không được liền đưa tấm chăn lên. Hạng Thiếu Long phát hiện, thì ra thiếu nữ này là một sử nữ, giật mình bỏ tấm chăn xuống. Dấu nước mắt trên khuôn mặt của nàng tất có liên quan tới điều này. Đêm qua, trong cơn mơ hồ, lại gần nửa năm không gặp Đình Phương Thị, tưởng thiếu nữ này là nàng, nên đã tận hưởng giấc Vu Sơn. Hạng Thiếu Long đứng dậy, đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ có hai nô tỳ xinh đẹp đang tới cây. Nhìn thấy Hạng Thiếu Long bên cửa sổ, liền e lệ làm lễ. Kìm không được, liền lén nhìn thân hình cao lớn của gã. Công tử tỉnh rồi à, để tiểu tỳ lập tức pha nước, thay đồ cho người. Một trong hai nô tỳ lên tiếng, phía sau lưng truyền lại tiếng rên tỉnh giấc của mỹ nhân. Khoan đã, Hạng Thiếu Long vội ngăn cả hai nữ tỳ lại. Nếu công tử muốn tiểu tỳ hầu hạ thì gọi lúc nào cũng được. Tiểu tỳ là Xuân Doanh, nàng kia là Hạ Doanh, còn hai người nữa là Thu Doanh và Đông Doanh. Dễ nhớ như vậy chắc công tử không quên chứ. Nàng nhoẻn miệng cười, nói. Hạng Thiếu Long vẫn đang nghĩ tới mỹ nữ sau lưng, mỉm cười đáp. Chỉ cần vừa nhìn hai vị tỷ tỷ thì suốt đời sẽ chẳng quên được đâu. Nói xong quay lưng đi. Thiếu nữ xinh xắn ấy ngồi dậy, mỉm cười e thẹn cúi đầu, không dám nhìn mặt gã, nói với giọng thỏ thẻ và ngọt ngào. Tiểu thiếp Thư Nhi xin thỉnh an công tử. Hạng Thiếu Long ngồi xuống bên nàng, đưa tay nâng cằm nàng lên. Đôi mắt to tròn của nàng vừa gặp ánh mắt của gã đã vội lảng nơi khác. Một dáng vẻ vừa e thẹn, vừa hạnh phúc. Cái phong tình ấy khiến người ta vừa nhìn đã động tơ lòng, muốn có được trong tay. Hạng Thiếu Long chắc hẳn nàng là một thiếu nữ xinh đẹp nhất mà trước giờ mình tiếp xúc. Thầm khen Đào Phương quả thật lợi hại. Tặng một viu vật như thế này cho mình, gã làm sao không thể không bán mạng cho Đào Phương. Hạng Thiếu Long hôn nàng rồi bước ra ngoài. 4 nô tỳ đang đứng chờ gã để hầu hạ. Xuân Doanh, người có dáng cao nhất nói. Công tử đã đến, Đào Công đã đến, đang đợi công tử ở phía ngoài. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe tiểu thuyết Tầm Tần Ký, tác giả Huỳnh Dị. Chương 8. Hồng Anh Công Tử. Ngồi tựa lên ghế, Hạng Thiếu Long suy nghĩ mông lung. Ngày đầu tiên khi đến đây, tất cả đều có cảm giác là một cơn mộng. Thời đại hiện nay và gã không liên quan với nhau, cho nên mặc dù gã đang chơi bời thỏa thích, nhưng không hề chịu áp lực của xã hội và mọi người xung quanh. Bởi vì nói không chừng, bỗng nhiên gã sẽ bị cỗ máy thời gian của lão điên rồ họ Mã kia bắt lại đưa về thế kỷ 21. Gã giống như một đứa trẻ tinh nghịch, chơi bời mà không cần phải chịu bất cứ một trách nhiệm nào. Nhưng trải qua nhiều biến cố, thế giới như giấc chiêm bao ấy đột nhiên trở nên chân thật. Cái chết của Nguyên Tông, nỗi khốn khổ của Đình Phương Thị, những đả kích như thế đã khiến gã dù tình cảm hay tinh thần đều hòa nhập vào thế giới này càng lúc càng sâu. Trước mắt gã, tuy đang tận hưởng mỹ nữ và phú quý, nhưng đã mất đi tự do và tự chủ quý báu. Trong thời chiến quốc này, không có thứ gì quý báu hơn nhân tài.
một pháp gia Lý Khắc, một binh pháp gia Ngô Khởi đã giúp nước Ngụy trở thành một cường quốc. Thương Ưởng còn lợi hại hơn, chỉ có một tay mà giúp nước Tần trở thành một mối nguy lớn nhất cho các nước phía đông. Mà Hạng Thiếu Long vì có thể dùng 50 người để chặn đứng gần ngàn tên Mã Tặc cũng trở thành một nhân tài như thế. Các nước đều có hai thái độ với nhân tài, một là sử dụng, hai là giết phăng đi để trừ mối họa về sau. Giờ đây, Âu Thị Lô đang thực hiện thủ đoạn trói buộc đối với Hạng Thiếu Long, dùng phú quý và mỹ nữ để khiến gã không thể rút chân ra được. Cho nên, nếu để kẻ khác biết được ý muốn tìm Tần Thủy Hoàng doanh chính của gã, đảm bảo mạng gã khó toàn. Nhà ngục trong thành này muốn thoát ra quả là một chuyện chỉ có trong mơ. Năm ấy, nếu không có sự giúp đỡ của Lã Bất Vi, một thương gia cùng cấp với Ô Thị Lô, cha của doanh chính là Dị Nhân, đừng hòng trốn về Hàm Dương, nước Tần. Phải chăng cứ thế làm việc lâu dài cho người Triệu? Giả sử Ô Thị Lô ra lệnh gã đi giết người khác, gã phải làm thế nào? Hạng Thiếu Long thở dài, bước ra đại sảnh gặp Đào Phương. Đào Phương đang ôm một nữ tỳ trong lòng, vừa thấy gã đã bỏ nữ tỳ ấy xuống, thân thiết gọi gã ngồi xuống cùng ăn điểm tâm sáng. Đào Phương cười: "Thiếu Long, ngươi rất được lòng chủ nhân. Thư Nhi là một mỹ nữ quý tộc nước Yên do Yên Vương tặng cho chủ nhân, người lại đem tặng cho ngươi. Có thể thấy người xem trọng ngươi đến mức nào." Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi: "Chúng ta chẳng phải đang giao chiến với nước Yên hay sao?" Đào Phương lấy làm vui mừng vì hai chữ "chúng ta" của gã, đáp: "Nếu không giao chiến, Yên Vương làm sao chịu tặng một sử nữ xinh đẹp như thế? Cũng bởi vì chiến sự bất lợi nên mới dùng đại lễ để lấy lòng chủ nhân. Mong sao chủ nhân nói vài câu tốt đẹp trước mặt đại vương chúng ta. Giờ đây chủ nhân tặng mỹ nữ nước Yên cho ngươi, cho thấy không thể lên tiếng dùm người Yên nữa." Hạng Thiếu Long than thầm chuyện này sao quá phức tạp, liền xoay sang hỏi về chuyện của Đình Phương Thị. Đào Phương mỉm cười bí hiểm: "Chuyện này ta đã nói với chủ nhân, nhưng nhất định sẽ tỏ rõ cùng ngươi. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi lập công nhiều hơn, ngay cả công chúa cũng có thể tặng cho ngươi. Cần gì phải câu nệ một đứa vũ cơ?" Hạng Thiếu Long thầm nghĩ chuyện không hay, không thể xoay chuyển gì được. Cái cảm giác bị kẻ khác thao túng thật là bực bội. Đào Phương nói: "Bây giờ ta đã đưa ngươi đến thành phủ của Ô Gia gặp chủ nhân. Đêm nay, ngươi đừng nhận lời hẹn gặp của đám huynh đệ thân thiết của ngươi. Có người gặp ngươi, nhưng ta không thể tiết lộ người ấy là ai." Hạng Thiếu Long giật mình, nhớ lại người đàn bà có cái tên gọi Nhã Phu Nhân. Ô Gia là một phủ đệ to lớn nhất thành Bắc. Nhưng nếu gọi đó là một thành, bảo thì hợp lý hơn. Bốn bên là bức tường cao dày, lại có hào nước xung quanh. Thông đạo duy nhất là một cây cầu treo to, gần đó toàn viên lâm, không thấy dân cư, khí thế bừng bừng, còn hơn cả vương hầu. Trên đường vào, Hạng Thiếu Long lần đầu tiên mới chú ý đến khung cảnh trong thành. Lầu vàng điện ngọc, nếu không có chuyện nữ nhiều nam ít thì sẽ không biết rằng nơi đây đã từng trải qua trận chiến, lại còn bị người Ngụy chiếm cứ 2 năm. Đào Phương nói: "Toàn thành nếu không tính quân đội thì có gần 10 vạn hộ, mỗi hộ có từ hơn 10 người đến 100 người. Theo tính toán, nhân số trong thành vượt quá 100 vạn người. Trong thành có nhiều mục trường, nông điền và thương khố, cho nên giả sử bị kẻ địch vây khốn thì vẫn có thể cầm cự được một khoảng thời gian." Hạng Thiếu Long theo gót Đào Phương bước lên cầu treo để vào cửa. Sau khi vào cửa chính là một luyện võ trường rộng lớn có sức chứa hàng ngàn người cùng luyện tập. Một căn nhà rộng lớn hùng vĩ đối diện với cổng chính. Hai bên là nhà cửa san sát nhau. Xem ra thời gian một ngày cũng không đủ để tham quan hết những nơi này. Lúc ấy luyện võ trường đang có hàng trăm người chia thành nhiều tốp luyện kiếm thuật, kỹ thuật và xạ tiễn. Lại có người mặc áo giáp để người khác dùng các loại vũ khí tấn công vào để thử mức độ rắn chắc. Nhưng náo nhiệt nhất vẫn là trường bắn tên. Hàng trăm võ sĩ đứng bên cạnh, chốc chốc từng tràng reo hò vang lên, vẻ mặt của Đào Phương đột nhiên không tự nhiên. Hạng Thiếu Long đến gần hơn một chút để xem, chỉ thấy người xạ tiễn là một thanh niên anh tuấn, đầu đội mũ hồng anh, người mặc bộ quần áo võ sĩ màu vàng, phía trước có thêu hình rồng, chân mang giày da màu đen, thân người cũng cao gần bằng với Hạng Thiếu Long, thấp nhất là một thốn hay nửa thốn, thể hình rất đẹp,
lưng hổ, eo gấu, đầy mê lực nam tính, hai mắt tinh anh, trán cao rộng, mắt ngang, mũi thẳng, hai môi hợp thành một đường, có vẻ tự phụ và kiêu ngạo. Một nhân vật tuấn tú phong lưu như vậy, trên đời này rất hiếm thấy. Chỉ thấy y nâng cây cung to lớn lên, tay kéo cung có thêm hai mũi tên, rồi nhắm eo tỏa mã xuống, tiếng dây cung bật lên ba lần. Ba mũi tên đuổi nhau như sao băng điện chớp, mũi thứ nhất trúng vào hồng tâm, cách 200 bước. Mũi thứ hai xé gió lao đến cắm thẳng vào đuôi của mũi thứ nhất. Người bên cạnh lặng đi rồi reo ầm lên. Hạng Thiếu Long cũng há mồm trợn mắt. Tài bắn tên như thế không tận mắt chứng kiến thì không thể nào tin được. Đào Phương ghé vào tai gã nói. Vị Hồng Anh công tử Liên Tấn này do kẻ địch của ta là Võ Hắc mời về. Kiếm thuật kỵ xạ đều đứng nhất trong phủ ta. Lần này ta mất đi 100 thất ngựa. Võ Hắc đã gièm pha trước mặt chủ nhân. May mà giờ đây có được Thiếu Long ngươi, ta mới lấy lại được chút sĩ diện. Song Võ Hắc và Liên Tấn sẽ không tha cho chúng ta. Nói xong, mặt lộ vẻ buồn bã. Hạng Thiếu Long lại hít hơi. Hiện giờ, kiếm thuật của gã có lẽ cũng ngang hàng với Liên Tấn, nhưng xạ thuật chắc chắn thua sút. Đang định đáp lời, trong đám đông một bóng trắng lướt ra, một nữ lang áo trắng còn đẹp hơn cả thư nhi xuất hiện, hớn hở chạy về phía Liên Tấn, thân mật nói chuyện với y. Liên Tấn vội đưa cây cung lớn cho người bên cạnh, lễ phép cúi chào, rất có phong độ, quả thật có thể mê mẩn bất cứ thiếu nữ nào. Hạng Thiếu Long nín thở khen rằng, thiếu nữ này chắc hẳn là người đẹp nhất nước ta. Đào Phương than rằng, người này là cô cháu nội mà chủ nhân yêu thương nhất, chính là Ô Đình Phương tiểu thư, có chút tình ý với Liên Tấn, nhưng chủ nhân hình như muốn gả nàng cho vương thất. Liên Tấn lấy làm buồn bã về chuyện này. Nào, chủ nhân đang đợi chúng ta. Hai người rời đám đông, bước về phía tòa nhà lớn. Phía sau một tiếng quát lớn vang lên. Đào công, xin dừng bước. Hai người ngạc nhiên quay lại. Liên Tấn rẽ đám đông bước ra, sau lưng là thiếu nữ tuyệt sắc Ô Đình Phương. Ánh mắt của Hạng Thiếu Long dừng lại trên khuôn mặt xinh xắn của Ô Đình Phương, vừa chạm phải làn thu ba sóng sánh của nàng, tim đã đập thình thịch. Trời ơi, đứng gần mới thấy nàng đẹp hơn kẻ khác gấp bội. Đứng từ xa nhìn nàng, chỉ thấy nàng đẹp hơn thư nhi, nhưng đứng gần mới thấy mùi hương của nàng khiến người ta ngây ngất. Hạng Thiếu Long vốn là kẻ tự cho mình phong lưu, nhưng cũng thấy có phần lép vế. Nàng đẹp như đóa phủ dung, như một bức tượng điêu khắc. Nét đẹp của nàng trông rất tự nhiên, đôi vai nhỏ nhắn, eo thon, cổ cao, làn da trắng trẻo, đôi mắt long lanh, nụ cười duyên dáng. Chiếc thoa bằng phỉ thúy cài lên mái tóc như mây của nàng, bộ y phục võ sĩ có đính linh châu, chân mang hài tiểu tàm, một tiên nữ hạ phàm cũng chỉ như thế mà thôi. Ô Đình Phương thấy gã nhìn chằm chằm vào mình, nên mặt lộ vẻ không vui. Hạng Thiếu Long giật mình, nhìn sang Liên Tấn. Liên Tấn lạnh lùng nhìn gã dò xét, thần thái lộ vẻ không hề khách khí. Đào Phương vốn là lão hổ ly, vội vàng dẫn kiến hai người. À, thì ra người là Hạng Thiếu Long, già già rất thích ngươi. Ô Đình Phương lạnh nhạt nói. Liên Tấn nhích tới gần Ô Đình Phương, tỏ vẻ cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa hai người, mỉm cười nói. Tại hạ cũng rất hân thưởng Hạng huynh, hay là chúng ta hãy chọn một ngày tốt, mọi người so gươm với nhau để cho tài hạ được thấy thần kiếm đã từng ngăn 800 tên mã tặc. Hạng Thiếu Long thấy vẻ của gã, tuy khách khí, nhưng thực chất lại hàm chứa sự mỉa mai. Ngầm bảo Đào Phương nói quá sự thật, nên trong bụng cảm thấy bực bội. Lại nghĩ, nếu có thể tự do đấu tay đôi với con người tự phụ này, thì gã sẽ khiến cho hắn trở thành một cái đầu heo mập. Nhưng do không muốn gây chuyện, nên mỉm cười, khiêm nhường đáp. Liên huynh tiễn thuật trùm đời, tiểu đệ phổi bội cũng không được, làm sao đủ tư cách so tài cùng Liên huynh, có rảnh còn phải nhờ Liên huynh chỉ thêm nữa. Ô Đình Phương nghĩ bọn họ sắp so tài kiếm thuật, mặt lộ vẻ hớn hở, nghe gã nói thế thì thất vọng nên mắng. Đổ nhát gan, rồi quay đầu bỏ đi. Liên Tấn rất vừa lòng với phản ứng của Ô Đình Phương, ngửa mặt lên trời cười rằng, Hạng huynh thật khiến cho tài hạ thất vọng, nếu đã như thế cũng không làm khó Hạng huynh nữa. Nói xong đuổi theo Ô Đình Phương.
Hạng Thiếu Long nén cơn giận, mỉm cười dễ dãi, cùng Đào Phương tiếp tục bước về phía tòa nhà lớn. Đào Phương gật đầu nói, nhịn cái giận nhất thời cũng tốt, Thiếu Long thủ tuy giỏi, nhưng e rằng không phải đối thủ của y. Rồi hạ giọng nói tiếp, tiểu tử này đi khắp Hàm Đan để tìm người so kiếm, ai cũng sợ gã cả, ta thật mong có người có thể khắc chế gã. Hạng Thiếu Long biết y đang dùng kế khích tướng với mình, mỉm cười nói, nếu Đào gia có thể giúp tôi được tự do so kiếm với hắn, tôi nắm chắc 7 phần thắng hắn. Đào Phương cả mừng nói, chuyện này rất dễ, ta sẽ tìm một cơ hội thích hợp để cho Thiếu Long ngươi trổ tài, ta mong thấy được vẻ mặt của Võ Hắc lúc ấy như thế nào. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe bộ tiểu thuyết Tẩm Tần Ký, tác giả Huỳnh Dị, chương 9, Mối Hận Nạn Điển. Hạng Thiếu Long cuối cùng cũng gặp được Ô Thị Lô, người không phải là vương hầu, nhưng thật sự là vương hầu, người đang thao túng kinh tế của nước Triệu, khởi nghiệp bằng nghề mua bán mục xúc. Hạng Thiếu Long chưa bao giờ thấy được một người giàu có hơn lão. Chỉ chức cao quan thôi, cũng đã có 2 hàng 12 viên bảo ngọc màu tím phát ánh sáng lấp lánh. Đó là một người có thân hình to mập. Lão đang ngồi ngả ngớn, dựa vào lòng một thiếu nữ đang giấy tay cho lão. Ngoài ra, còn có 4 nô tỳ đang mài móng chân cho lão. Có lẽ hoàng đế cũng chỉ đến thế mà thôi. Trên người mặc bộ áo bào màu vàng, trên có đính những hạt minh châu sáng chói, đai lưng cũng lấp lánh. Lão làm trên một cái sạp, có bậc tam cấp, phía dưới là 18 võ sĩ, chia thành 2 hàng. Kẻ nhát gan nhìn thấy cảnh này cũng hoảng sợ. Khi Hạng Thiếu Long và Đào Phương quỳ xuống khấu đầu, Ô Thị Lô ngồi dậy, phất tay cho bọn thị nữ lui xuống, mở đôi mắt ti hí. Ánh mắt sắc bén của lão rơi trên người Hạng Thiếu Long. Sau một hồi dò xét, lão mới lạnh lùng hỏi, sao Hạng Thiếu Long ngươi không dám nhận lời khiêu chiến của Liên Tấn? Phải chăng là chỉ có danh mà không có thực, chỉ có một dáng vẻ oai võ mà thôi? Hạng Thiếu Long rất ngạc nhiên. Đào Phương đang định mở miệng, Ô Thị Lô quát lớn một tiếng, đưa tay ra hiệu cho Đào Phương im miệng. Khuôn mặt lão nung núc thịt nên không biết đâu là ngũ quản nữa. Lão không vui nói, Liên Tấn tuy là nhân tài hiếm có, nhưng cũng là người nước Vệ, không phải tộc của ta, cho nên ta đặc biệt sai hắn khiêu chiến ngươi để ngươi tỏ rõ uy phong của người nước Triệu. Giờ đây ngươi lâm trận thối lui, còn lời gì để nói nữa? Hạng Thiếu Long chửi thầm trong bụng, nhưng miệng vẫn cung kính đáp, Thiếu Long chỉ quen giết người chứ không quen so tài. Ô Thị Lô cười lạnh lùng nói, hai điều này có gì khác nhau? Hạng Thiếu Long lúc này đã đoán biết được tâm tính của lão nên kiêu ngạo đáp, giết người thì cách nào cũng dùng, bất chấp thủ đoạn để đưa kẻ địch vào chỗ chết. Nhưng tỷ võ chỉ là xem kiếm pháp của ai đẹp hơn, chỉ là một trò chơi chiến đấu, vốn là một chuyện khác. Vẻ mặt Ô Thị Lô hơi giãn ra, nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Lão nói từng chữ, ta không thể sai ngươi giết thủ hạ của ta để xem thử, vậy làm thế nào mới biết được bản lĩnh thực sự của ngươi? Hạng Thiếu Long nhìn thẳng vào lão, mỉm cười đáp, chủ nhân đã có kỳ vọng với Thiếu Long như vậy, ta sẽ đấu với Liên Tấn một trận, nhưng xin đừng quy định Thiếu Long dùng cách nào để thắng hắn. Ô Thị Lô nhìn gã một chập, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn nói, thật là một đứa trẻ thú vị, đại vương lâu nay muốn có người Triệu làm bẽ mặt Liên Tấn, giành lại sĩ diện cho nước Triệu chúng ta. Tốt, ta sẽ sắp xếp một buổi tiệc, nếu ngươi có thể đánh bại Liên Tấn trước mặt đại vương, ta sẽ trả Đình Phương Thị cho ngươi. Hạng Thiếu Long cả mừng bái tạ, bụng nghĩ thầm, nếu ta không thể hạ Liên Tấn như đã hạ Hắc Diện Thần, thì 3 chữ Hạng Thiếu Long từ nay sẽ viết ngược lại. Ô Thị Lô và Đào Phương nhìn nhau, đều lấy làm lạ về sự hoan hỉ và lòng tin của gã. Lẽ nào gã quả thật đã thấy bản thân có thể thắng được Liên Tấn? Về đến biệt quán, Thiếu Long bèn đi tìm Thư Nhi, nhưng đến cổng lớn thì bị Lý Thiện và 2 gã võ sĩ chặn lại, kéo đi tẩy trần. 4 người dạo bước trên đường phố, thấy mỹ nữ thì buông lời trêu ghẹo, vui vẻ vô cùng. Lý Thiện cười bảo rằng, mỹ nữ Hàm Đan rất dễ có vào tay,
Người như Hạng đại ca đây chỉ cần vẫy tay thì đảm bảo mỹ nhân sẽ xếp hàng cho đại ca chọn lựa. Một tên võ sĩ tên Hán Đông nói, nhưng hôm nay Hạng đại ca không cần trêu ghẹo nữ nhân trên đường, chúng tôi đã đặc biệt tìm vài cô em xinh đẹp để hầu hạ cho người. Một võ sĩ khác tên Cha Bắc nói, đừng tưởng chúng tôi tìm thứ hoa tàn liễu rủ nhé. Thiếu nữ mà chúng tôi tìm cho Hạng đại ca vốn xuất thân từ chốn quyền quý, là một tuyệt sắc giai nhân, chỉ trách cha nàng không biết điều nên đắc tội với đại vương, cho nên bị biếm vào quan kỹ. Đảm bảo Hạng đại gia sẽ thỏa mãn ngay. Hạng Thiếu Long nghe xong nhíu mày, bắt đầu hiểu tại sao Nguyên Tông muốn thay đổi thế giới này. Than ôi, nhưng gã làm gì có khả năng hoàn thành giấc mơ của y. Điều mà hắn làm được chỉ là dịu dàng và yêu thương nhiều hơn những thiếu nữ mệnh khổ bị lọt vào chốn kỹ viện đó mà thôi. Nghĩ tới đây, đã bị ba người kia kéo vào một nơi sang trọng. Một gã hán tử người ốm khoảng 40 tuổi, mặc quần áo lòe loẹt ra nghênh đón. Hoan nghênh Hạng đại gia đại giá quan lâm, mời các vị lên lầu 2. Bốn người ngồi xuống, sau khi bọn thị nữ bày tiệc rượu lên, mộ chủ tên Hồng Nương Tử bước vào. Tuy đã có tuổi, nhưng trang điểm rất kỹ, lại thêm thân hình rất còn đẹp, cùng với dáng vẻ phong tình, cũng khiến kẻ khác phải nuốt nước bọt. Thấy dáng vẻ anh tuấn của Hạng Thiếu Long, mụ nhiệt tình chào hỏi, cười nói, tố nữ lập tức sẽ đến hầu hạ Hạng đại gia, ba vị Lý gia có cần thử hàng mới chăng? Bọn Lý Thiện cười, Hồng Nương Tử ngoáy mông bước ra. Hạng Thiếu Long nghĩ bụng, hèn chi người ta bảo kỹ nữ được gọi là nghề nghiệp cổ xưa nhất, trước giờ cũng đều như thế này cả. Nhưng tại sao trước đây mình cũng làm việc này ở Ba Diệu mà không nghĩ đến vấn đề lương tâm, nhưng giờ đây lại cảm thấy không ổn. Rèm cửa ở ngoài vang lên tiếng hoàn bội, tiếp theo là một mùi hương thoang thoảng bay vào. Ba thiếu nữ bước vào, miệng nhoẻn cười ngồi xuống trong lòng bọn Lý Thiện, nhưng liếc mắt đưa tình cùng Hạng Thiếu Long. Lúc ấy Hồng Nương Tử dẫn một cô gái cao ráo trắng trẻo, rất sáng sủa xinh đẹp bước vào. Quả nhiên không có một chút phong trần tục khí nào. Bọn Lý Thiện đều trợn tròn mắt, hao háo nhìn nàng. Hồng Nương Tử cười nói, xem đó, má má không phải lừa ngươi chứ. Con gái yêu, người có bao giờ thấy một người đàn ông nào phong lưu đa tình hơn Hạng gia đây chăng? Thiếu nữ tội nghiệp ấy vẫn cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên. Hạng Thiếu Long trong lòng không nỡ, định mở miệng nói, nhưng Hồng Nương Tử đã đẩy tố nữ vào lòng gã. Tố nữ vẫn lặng thinh. Hồng Nương Tử liếc mắt đưa tình với Hạng Thiếu Long, đến cạnh gã, nói, Hạng gia là quý khách đầu tiên của tố nữ, nếu Lý gia không đem chiêu bài của Ô gia ra, Nô gia sẽ không chịu để đứa con gái ngoan này ra đâu. Tố nữ có điều gì đắc tội, xin Hạng gia bỏ qua cho. Nói xong bỏ đi. Hạng Thiếu Long nhìn bàn tay ngọc của tố nữ, nghe bọn Lý Thiện đang trêu ghẹo ba thiếu nữ kia, trong lòng dâng lên nỗi chua xót. Gã thì thầm vào tai tố nữ, hãy yên tâm đi, ta sẽ tôn trọng nàng, chứ không như bọn kia, chúng ta chỉ uống rượu nói chuyện, được chăng? Tố nữ ngẩng mặt lên nhìn gã đàn ông kỳ lạ này. Hạng Thiếu Long mỉm cười với nàng. Tố nữ đỏ mặt, vội cúi đầu xuống, nhưng không còn sợ hãi nữa. Lát sau lại len lén nhìn gã, không nén được sự vui mừng, nghĩ bụng, người đàn ông này thật đẹp, nhất là đôi mắt đầy chính khí. Trời ơi, tại sao ở đây ta mới gặp được người đàn ông này? Tố nữ ngước đầu lên, nhìn gã nói, hảo ý của công tử, Nô gia xin nhận. Tố nữ hôm nay rơi vào chốn này, công tử không cần phải thương tiếc cho Nô gia, chẳng có tác dụng gì cả. Ở đây ai cũng có thể giày vò Nô gia được. Hạng Thiếu Long thở dài. Tố nữ lấy làm lạ, chủ động ôm cổ gã nói, công tử tựa hồ chất chứa tâm sự gì đây? Hạng Thiếu Long nhìn sang bọn Lý Thiện, chỉ thấy bọn này đang cười đùa ngả ngớn, không hề để ý đến gã. Thiếu Long cười khổ não nói, giờ đây ta chỉ muốn rời khỏi chốn này, không muốn thấy chuyện bi thảm của nhân gian xảy ra ở chốn này nữa. Tố nữ kinh ngạc nói, ý nghĩ của công tử thật khác với kẻ khác. Những người đàn ông đến đây đều không nghĩ đến nỗi chua xót bé bàng của bọn Nô gia. Rồi nàng hạ giọng, tố nữ không phải lừa công tử. Nô gia muốn công tử đối xử vô lễ với Nô gia như bao vị bằng hữu của công tử vậy. Đến lượt Hạng Thiếu Long ngạc nhiên, tại sao nàng lại có ý nghĩ như thế? Tố nữ e thẹn nói,
có lẽ bị bọn họ ảnh hưởng, hoặc có lẽ cũng đã yêu công tử, Nô gia cũng không phân biệt rõ nữa. Lúc này Lý Thiện ôm thiếu nữ trong lòng đứng dậy, nói: "Đêm xuân ngắn ngủi, chúng ta hãy sang phòng khác. Hạng đại ca phải nhớ đến cuộc hẹn với Đào gia đêm nay." Vừa ra khỏi cửa, Hồng Nương Tử đã hớt hải chạy đến: "Các vị đại gia, Nô gia gặp chuyện rồi." Lý Thiện ngạc nhiên, kéo mụ ta vào bàn tiệc trở lại, hỏi: "Hồng Nương Tử là trưởng quản của quan kỹ Tây Hàm Đan, ai dám làm khó mụ, hãy mau nói ra, chúng ta sẽ ra mặt cho mụ." Hồng Nương Tử không thèm nhìn Lý Thiện, quay sang Hạng Thiếu Long nói: "Không biết ai đã tiết lộ tin tức, Thiếu Nguyên Quân và 10 tên gia tướng hùng hổ kéo đến quan kỹ, buộc phải giao tố nữ cho hắn." Bọn Lý Thiện biến sắc, rõ ràng uy thế của Thiếu Nguyên Quân không phải nhỏ, ngay cả bọn chúng cũng không dám đụng tới gã. Tố nữ giật mình, mặt không còn chút máu, toàn thân run bần bật, giống như một chú dê nhỏ đang chờ hành quyết. Hồng Nương Tử thở dài nói: "Hàm Đan giờ đây không ai dám đụng tới Thiếu Nguyên Quân, chỉ trách tố nữ xinh đẹp nổi tiếng. Tố nữ, hãy theo má má đi." Tố nữ kêu thét lên: "Không!" rồi ôm lấy Hạng Thiếu Long khóc òa lên, khiến ai cũng lấy làm thương cảm. Lý Thiện và Hán Đông đưa mắt nhìn nhau, rồi quay sang giải thích với Hạng Thiếu Long: "Thiếu Nguyên Quân là con của Bình Nguyên Quân. Năm ngoái Bình Nguyên Quân qua đời, y tiếp nhận đại nghiệp của cha, ngay cả chủ nhân chúng ta cũng phải nể mặt ba phần. Đại vương cũng phải xem mặt Bình Nguyên Quân rồi mới quyết định sự việc. Nếu chúng ta gây chuyện với y, trước tiên là không thể thắng nổi kiếm thủ của y. Dù cho thắng được thì chủ nhân cũng không tha cho chúng ta. Hạng đại ca, chúng tôi cũng không ngờ đến chuyện này." Hạng Thiếu Long ôm tố nữ, máu nóng bốc lên đầu, lạnh lùng nói: "Ai làm nấy chịu, các ngươi lập tức rời khỏi đây, giả vờ không biết chuyện gì xảy ra." Ba người đều biến sắc. Hồng Nương Tử rất có thiện cảm với Hạng Thiếu Long, nghe xong than rằng: "Hạng gia quả thật là một nhân vật anh hùng, nhưng chỉ vì thế này mà hy sinh tính mạng lẫn tiền trình của mình, quả thật có đáng không? Thiếu Nguyên Quân chỉ cần trinh tiết của tố nữ, Hạng gia sau này tìm đến tố nữ chẳng phải cũng chọn mộng uyên ương hay sao?" Bọn Lý Thiện cũng can ngăn. Tố nữ bỗng nhiên hôn lên môi Hạng Thiếu Long, mặt lộ vẻ kiên quyết, nói thầm bên tai gã: "Hãy yên tâm, tố nữ đi đây." Rồi nàng đứng dậy, thẫn thờ quay sang Hồng Nương Tử nói: "Con gái đi với má má đây." Quay sang nhìn Hạng Thiếu Long rồi mới chậm chậm lê bước. Hồng Nương Tử thở dài đuổi theo. Hạng Thiếu Long đập mạnh một quyền xuống ghế, chiếc ghế vỡ toang, nộ hỏa bốc lên đầu. Đây chính là một thời đại mà cường quyền là công lý, chỉ có cưỡi lên đầu kẻ khác mới làm chủ được vận mệnh của chính mình, bảo vệ cho người mình yêu. Nhìn ở một góc độ khác, gã cũng là một kỹ nữ, nhưng ở hình thức khác, cái mà gã bán chính là trí tuệ và kiếm thuật. Những người khác có lẽ cũng có tư tưởng trung quân ái quốc, không ai chịu bán mạng cho kẻ khác, nhưng Hạng Thiếu Long không phải mù quáng phục tùng bất cứ ai, bởi vì hơn nửa năm trước, gã không hề có mối liên hệ gì với thời đại này. Nguyên Tông nói phải, chỉ có thống nhất đất nước mới có cơ hội thay đổi tất cả, đặt ra pháp độ. Nhiệm vụ trước mắt là phải xây dựng địa vị trong Ô gia. Lúc này bốn người không còn lòng dạ nào nữa, vội vàng quay về. Hạng Thiếu Long bước vào hoa viên, liền cảm giác có chuyện không hay. Ngoài cổng lớn là hai võ sĩ lạ mặt canh giữ, trong phòng có tiếng kêu khóc của Thư Nhi. Hạng Thiếu Long đang chất chứa một cơn giận trong lòng. Gã cũng chẳng phải là thiện nam tín nữ, chỉ cần có cơ hội là sẽ trả đũa Thiếu Nguyên Quân. Giờ đây cảm thấy có kẻ bức hiếp người của mình, nên lao vào trong. Hai gã võ sĩ cười khẩy, giơ tay ra ngăn gã. Hạng Thiếu Long quát lớn một tiếng, lao vào giữa hai người, trò hích đổi thúc. Hai gã kia kêu lên thảm thiết, té nhào xuống đất. Tình cảnh trước mắt càng khiến cho gã khí giận ngất trời. Chỉ thấy Thư Nhi bị một gã công tử ăn mặc sang trọng ôm trên giường mà không dám phản kháng, chỉ khóc nức nở. Liên Tấn và mười mấy tên võ sĩ đứng vây quanh, cười ha hả nhìn gã kia. Lúc này bọn võ sĩ thấy Hạng Thiếu Long xông vào, đều đứng dậy tuốt kiếm. Còn Liên Tấn thì không thèm để ý, miệng chỉ nhếch mép cười, lạnh lùng nhìn gã. Vì cây mộc kiếm quá nặng nên Hạng Thiếu Long không mang theo người, nhưng gã không hề sợ. Nhân lúc đối phương còn bất ngờ, xông vào giữa đám võ sĩ, lao tới một tên đang cầm kiếm,
dùng cạnh bàn tay chém xuống tay cầm kiếm của y, rồi đoạt ngay thanh kiếm. Có được thanh kiếm trong tay, gã sử ngay bài kiếm pháp do Nguyên Tông dạy, chém lên thanh kiếm của gã võ sĩ đứng bên phải. Choang một tiếng, hổ khẩu kẻ ấy tét ra, thanh trường kiếm chưa rơi xuống đất đã bị Hạng Thiếu Long đá thêm một cước ở hạ âm, y kêu thảm một tiếng, khuỵ ngay xuống đất. Trong mắt Liên Tấn lộ vẻ kinh hãi, gã đứng dậy, bảo vệ trước mặt tên công tử. Thư Nhi thấy Hạng Thiếu Long đến cứu, không biết sức mạnh ở đâu, nàng đạp gã công tử té nhà xuống, khóc òa lên rồi lao về phía Hạng Thiếu Long. Liên Tấn giơ chân ra gạt, nàng té nhào xuống đất, bị Liên Tấn dậm lên lưng. Hạng Thiếu Long thấy cảnh đó giận lắm, quét ngang thanh kiếm, gạt ra năm thanh kiếm đang tấn công đến. Tiếp theo đường kiếm biến hóa, lập tức có hai tên đổ máu mà thối lui. Lúc này, gã còn cách Liên Tấn và tên công tử ấy 10 bước, ở giữa là 12 tên võ sĩ hung tợn. Thấy Thư Nhi lọt vào móng vuốt tên công tử, Hạng Thiếu Long hơ một đường kiếm, rồi lăn người về phía mấy tên võ sĩ. Bọn này chưa bao giờ gặp cách đánh như thế, nên lúng túng tay chân. Trong chốc lát, đã có mấy tên trúng kiếm ở bắp chân, loạng choạng ngã xuống. Khi Hạng Thiếu Long đứng dậy, thì đối mặt ngay với Liên Tấn, cả hai lườm lườm nhìn nhau. Liên Tấn giở chân ra khỏi người Thư Nhi, tay tuốt kiếm ra khỏi vỏ, bất ngờ tấn công Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long không ngờ kiếm pháp đối phương tinh diệu như thế, liền thi triển tinh hoa của Mặc Tử kiếm pháp để gạt ra. Keng một tiếng, kiếm ảnh của Liên Tấn bị gạt ra, gã dùng người xoáy tít kiếm tấn công trở lại. Khi đó có hai tên võ sĩ đang xông tới, Hạng Thiếu Long không thể lùi lại, nên trước tiên xoay nhanh người lại, gạt kẻ địch sau lưng. Liên Tấn cười lạnh lùng, không thèm lùi tới nữa. Ngừng tay! Một tiếng quát lớn ở ngoài cửa, Đào Phương và mười mấy tên võ sĩ xông vào, lao tới ngay bên cạnh Hạng Thiếu Long, bức người bên Liên Tấn lùi qua một bên. Thư Nhi lồm cồm bò dậy, khóc nức nở rồi lao vào lòng Hạng Thiếu Long. Đào Phương thấy gã công tử sau lưng Liên Tấn, nói: Lão Bộc không biết Tôn Thiếu Gia ở đây, xin Tôn Thiếu Gia xá tội. Hạng Thiếu Long ôm Thư Nhi, chợt hiểu ra, chẳng trách nào cả Liên Tấn cũng dám đến đây làm hung. Té ra là có cháu nội của Ô Thị Lô chống lưng cho y. Gã cháu nội ấy đến bên Liên Tấn, mắt lộ hung quang, không thèm ngó tới Đào Phương, chỉ vào Hạng Thiếu Long. Ngươi là thứ gì? Bổn thiếu gia đụng tới người đàn bà của ngươi có gì ghê gớm đâu? Liên Tấn cười nhạt xen vào. Là vinh hạnh của y mới đúng. Đào Phương cười. Chỉ là hiểu lầm thôi, Thiếu Long không biết đây là Tôn Thiếu Gia. Gã cháu nội ấy trừng mắt nhìn Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long cũng trừng mắt lại, nhìn gã. Gã cháu nội vốn ngang ngược bá đạo ấy cũng cảm thấy lạnh xương sống. Liên Tấn quát lớn. To gan lắm, dám vô lễ với đỉnh uy Thiếu Gia, quỳ xuống cho ta. Đào Phương đứng một bên cũng khuyên. Mau thỉnh tội với Tôn Thiếu Gia. Hạng Thiếu Long ngửa mặt lên trời cười một tràng rồi nói: Ta chỉ nghe lệnh mỗi mình chủ nhân thôi, nếu Tôn Thiếu Gia không vừa ý thì sai người đến giết Quách ta cho rồi. Rồi cúi xuống nói với Thư Nhi: Nàng về phòng đi. Thư Nhi ngẩng mặt lên nhìn gã rồi chạy vội vào phòng. Nhất thời thế cuộc đã căng thẳng đến cực điểm. Liên Tấn bỗng bước đến Ô Đình Uy nói nhỏ mấy câu. Hạng Thiếu Long trong bụng biết rõ Liên Tấn đã nhận được tin sắp tỉ kiếm với gã trước mặt Triệu Hiếu Thành Vương, cho nên không chịu động thổ với mình lúc này. Quả nhiên, Ô Đình Uy gật đầu, trừng mắt nhìn gã. Ta xem tên cẩu nô tài ngươi còn sống được mấy ngày nữa, nói rồi giận dữ bỏ đi. Khi bước qua mặt Hạng Thiếu Long, Liên Tấn mỉm cười nói. Kiếm pháp của ngươi cũng khá lắm, nhưng vẫn còn thiếu hỏa hầu, có thể đỡ được 10 kiếm của ta cũng khá lắm. Nói rồi nghênh ngang bỏ đi. Hạng Thiếu Long bình tĩnh trở lại, đang lo sẽ bị Đào Phương trách. Nào ngờ Đào Phương cho bọn thổ hạ lui ra, thân thiết ngồi bên cạnh gã thở dài nói. Vận mệnh của ta và ngươi giờ đây đã là một. Nếu ngươi thua Liên Tấn, ta cũng chẳng còn mặt mũi nào ở lại Ô gia nữa. Hạng Thiếu Long áy náy lắm, nói mấy câu xin lỗi. Đào Phương nhìn gã một lúc rồi đột nhiên cười, nói. Ngươi quả là kẻ tình thâm nghĩa trọng. Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến ngươi. Trong 12 bộc đầu, ta và Võ Hầu là hai người được chủ nhân tín nhiệm nhất. Lâu nay như lửa với nước. Lần này Võ Hắc phao tin rằng vì ta để mất mấy trăm thất ngựa mới cố ý nặn ra câu chuyện ngươi một mình chống lại 800 tên mã tặc. Giờ đây bị chủ nhân ép buộc nên không còn cách nào đành đem ngươi cho Liên Tấn tế cờ. Thiếu Long,
người nhất định phải giúp ta hả cơn giận này. Đào Phương nói tiếp, vừa rồi một mình ngươi hạ mời tên võ sĩ của Tôn thiếu gia trước mặt Liên Tấn, không những không phải là chuyện xấu, chuyện này tất sẽ truyền đến tai chủ nhân, người sẽ nhìn ngươi bằng đôi mắt khác, chỉ cần ngươi thắng Liên Tấn, thì lúc đó thiên hạ sẽ thuộc về ta và ngươi. Lúc này Lý Thiện hớt hải chạy vào nói, tố nữ trước khi gặp mặt Thiếu Nguyên Quân, giả cách thay quần áo đã treo cổ tự tử, Thiếu Nguyên Quân giận lắm, đánh tiếng tìm Hạng đại ca chút giận. Hạng Thiếu Long nghe xong như sét đánh ngang mày, giận đến nỗi chân tay lạnh ngắt, nén không được, nước mắt tuôn trào. Trong đời gã, đây là lần đầu tiên nổi lên một ý nghĩ báo thù. Lúc này gã mới biết vì sao Mỹ Tảm Nương thà chịu chia cắt với gã mà không chịu đến Hàm Đan. Dù gian nan thế nào, gã cũng phải bất chấp thủ đoạn để dồn Thiếu Nguyên Quân vào chỗ chết, rửa hận cho nàng tố nữ đáng thương. Thư Nhi thỏ thẻ, Hạng Lang ơi, Thư Nhi e rằng chúng ta sẽ không còn bên nhau nữa. Hạng Thiếu Long mỉm cười, yên tâm đi, Đào Phương sẽ tỏ rõ cùng Ô Thị Lô, giả vờ nói rằng vì cháu nội của lão và Liên Tấn đến quấy rối ta, khi tỉ võ trong cung, ta sẽ vì lòng dạ không yên mà thất bại, cho nên trước khi tỉ võ, nàng rất an toàn. Thư Nhi kiên quyết nói, giả sử Hạng Lang có điều chi bất chắc, Thư Nhi sẽ đem thân này tuẫn cùng Hạng Lang. Hạng Thiếu Long dịu dàng nói, yên tâm đi, ta sẽ không thua đâu. Lúc này có tiếng gõ cửa, Xuân Doanh nói vọng vào, Hạng gia, Đào Công sai chúng tôi đến tắm rửa thay đồ cho ngài. Thư Nhi vui mừng nói, lần này Thư Nhi muốn phục thị cho chàng. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe bộ tiểu thuyết Tầm Tần Ký, tác giả Huỳnh Dị. Chương 10, cùng chọn giấc xuân. Đào Phương ló đầu ra cửa xe, hạ giọng nói với Hạng Thiếu Long, ta biết Thiếu Long sớm đã đoán ra được, người muốn gặp ngươi là Nhã Phu Nhân, từ khi chồng mụ là Triệu Quát chết ở trận Trường Bình. Người đàn bà phóng đãng này suốt ngày đi tìm Mỹ Nam Tử. Nếu vừa ý thì giữ lại làm diện thủ. Liên Tấn là một trong số đó. Hạng Thiếu Long hỏi nhỏ, người anh Triệu Hiếu Thành Vương của mụ có biết chuyện này chăng? Đào Phương nói, toàn thành đều có mật thám, đại vương làm sao mà không biết. Chỉ vì năm ấy đại vương trúng kế phản gián của Phạm Tuy nước Tần nên mới dùng Triệu Quát thay cho Liêm Pha. Lại không chịu nghe lời can gián của thừa tướng Lạn Tương Như, sai một kẻ chỉ biết nói mà không biết đánh trận như Triệu Quát đem quân đi đánh Tần ở Trường Bình, nên mới khiến cho 40 vạn hùng binh bị chôn sống. Còn Triệu Quát cũng bỏ thây nơi xa trường, chỉ còn có 240 người quay về, cho nên đại vương lấy làm áy náy với muội tử lắm, không hề để ý đến việc làm của mụ ta. Vì thế Nhã Phu Nhân có ảnh hưởng rất nhiều đến đại vương. Ngươi đừng đắc tội với ả. Nói rồi phất tay cho Mã Phu khởi hành. Trong xe, Hạng Thiếu Long cảm thấy rất buồn cười. Ngày trước, khi ở Võ An, đã từng nghĩ rằng phải làm năm kỹ để kiếm lộ phí. Nào ngờ hôm nay, thân bất do kỷ, quả thật đã trở thành một nam kỹ, khách hàng là Nhã Phu Nhân. Gã trong lòng buồn bực nên không nhìn ra ngoài. Ý nghĩ trước đây của bản thân thật là ấu trĩ, tưởng rằng dựa vào những bài học trong quân đội có thể được thi triển ở thời đại này. Nào ngờ chuyện đời phức tạp, cổ kim cũng như nhau, cái dũng của kẻ thất phu vốn chẳng có tác dụng gì. Muốn khống chế vận mệnh của chính mình thì phải có thủ đoạn, phải dẫm lên kẻ khác mà đi. Chuyện quan trọng nhất trước mắt là phải đánh bại cho được Liên Tấn. Nhưng người này kiếm thuật quả thật đã đến lúc đăng phong tạo cực. Dù mình có thêm chân tay cũng e rằng không chống đỡ nổi. Mà Liên Tấn nói cũng đúng, Mặc Tử kiếm pháp của gã đến nay cũng chỉ mới học được vài tháng. Kinh nghiệm hay hỏa hầu cũng chưa đủ, làm sao đấu lại y. Vừa rồi khi giao thủ, Liên Tấn có biểu hiện rất bình tĩnh tự nhiên, chính là cảnh giới của một kiếm thủ chân chính mà Nguyên Tông đã nói. Còn gã thì nóng vội, nếu không thể xoay chuyển tình hình thì gã tất sẽ bại. Làm thế nào đây? Trong lòng gã chợt nhớ đến tuyệt sắc mỹ nhân Ô Đình Phương. Nếu mình có thể chiếm được trái tim của nàng thì sẽ gây đả kích như thế nào với kẻ tự phụ như Liên Tấn? Nói tới theo đuổi mỹ nữ, trước giờ gã vẫn tự cho rằng mình là một tay tổ.
Cô ả đáng ghét, ngang ngạnh, ô đỉnh phương kia, làm sao có thể kháng cự được gã. Vấn đề là thời cổ đại không có những chuyện hẹn hò qua điện thoại, mình làm sao có thể chiếm được ả. Lúc ấy xe ngựa đi qua một dãy nhà lớn, phía trước có quân lính canh giữ, lại chỉ thấy những nhân vật quyền quý của nước Triệu ra vào, liên hỏi tên Mã Phu. Mã Phu trả lời: đó là phủ đệ của người nước khác tại Hàm Đan. Hạng Thiếu Long vui mừng trong bụng, nói không chừng Tần Thủy Hoàng Doanh Chính đang ở đây. Xe ngựa tiến vào một con đường đá, hướng về một căn phủ đệ lớn. Hạng Thiếu Long, đây là thời khắc mi nên thay đổi, không dễ bị kẻ khác thao túng nữa. Hạng Thiếu Long tự nhủ: hay lắm, ta sẽ thi triển thủ đoạn, trước tiên chinh phục Nhã Phu Nhân để gây sự đả kích cho Liên Tấn. Hạng Thiếu Long người mặc võ phục, ngoài khoác trường bào, hông mang trường kiếm, tóc búi cao, hiên ngang bước theo hai nô tỳ xinh đẹp vào phủ đệ của Nhã Phu Nhân. Hai tên thị nữ mời gã ngồi xuống chiếu, dâng trà thơm, rồi lui gót, chỉ còn lại mình gã trong đại sảnh rộng lớn. Hạng Thiếu Long cảm thấy buồn, đưa mắt nhìn quanh. Đại sảnh bố trí rất thanh nhã, trên tường treo bức tranh. Trong tranh toàn là những nhân vật cung đình. Ở giữa đại sảnh có trải một chiếc thảm lớn, hoa văn hình mây, màu sắc sạch sẽ, khiến cho người ta cảm thấy thư thái trong lòng. Bên bức tường là mấy món cổ vật, nếu mang một món về thế kỷ 21, chỉ cần bán đấu giá là có thể ăn suốt đời không hết. Lúc này gã cảm thấy có người khác nhìn lén. Hạng Thiếu Long nhìn sang bức bình phong bên trái, chỉ thấy có một đôi mắt đang lấp ló phía trong, trong lòng cảm thấy buồn cười, biết chắc chắn ấy là Nhã Phu Nhân đến xem hàng. Nếu bản thân tỏ ra bất an hoặc không nhẫn nại, thì sẽ khiến cho ả dâm phụ ấy coi rẻ. Nghĩ tới đây, gã đứng dậy, cởi áo ra, để lộ thân hình vạm vỡ mà bất cứ nữ nhân nào cũng say mê, rồi bước đến cửa sổ nhìn ra. Gã đứng đó, một tay đặt ở phía sau lưng, một tay nắm đốc kiếm, mắt nhìn xa xăm, trông như một bức tượng. Gã không mang mộc kiếm đến, đó là vũ khí bí mật của gã. Gã không muốn bất cứ kẻ nào biết được điều này trước khi tỉ kiếm với Liên Tấn. Những tia nắng còn sót lại chiếu lên gã, càng khiến cho gã đẹp thêm muôn phần. Làn gió mát phớt qua khiến tinh thần gã sảng khoái. Nhất thời gã quên hẳn Nhã Phu Nhân đang nhìn lén gã, nhớ tới thời đại của mình. Trong thời đại ấy, mạnh được yếu thua tuy vẫn chưa thay đổi, nhưng vẫn có pháp luật. Giữa các nước cũng tồn tại công pháp. Nhưng trong thời chiến quốc này, mệnh lệnh của quân chủ chính là pháp quy. Lời nói của nước lớn chính là công lý. Xem ra Tần Thủy Hoàng không làm sai. Không có ông ta thì không có nước Trung Quốc thống nhất, sớm muộn gì cũng bị ngoại tộc nuốt chọn. Chính vì vậy, Tần Thủy Hoàng mới xây dựng trường thành để bảo vệ cho Trung Quốc. Tiếng bước chân vang lên. Tên thị nữ mời gã vào trong gặp Nhã Phu Nhân, đồng thời tháo kiếm xuống. Hạng Thiếu Long biết đã qua được ải thứ nhất, điềm nhiên tháo kiếm, bước theo tên thị nữ vào trong. Gã bước qua cửa, chỉ thấy một thiếu phụ đang nằm nghiêng trên tấm nệm dài, trông rất nhàn nhã, một tay chống cằm, đôi mắt long lanh đang lạnh lùng dò xét gã. Đôi chân trắng như tuyết lộ ra, khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng điên đảo thần hồn. Trong phòng không có đèn, chỉ có ánh chiều vàng vọt từ phía tây chiếu vào. Tên thị nữ lui ra, chỉ có Hạng Thiếu Long đứng trước cửa. Không biết bộ y phục Nhã Phu Nhân đang mặc làm bằng chất liệu gì, có lẽ là tơ thật, nên trông rất bóng. Tai đeo đôi khuyên bằng vàng, mái tóc cắm một cành kim thoa, trên có đính minh châu, người tỏa ra một mùi hương thơm tho. Mặt của nàng càng đẹp, cứ như là tranh vẽ, làn da trắng mịn, có pha chút ửng hồng. Nàng không quá 25 tuổi, đó chính là thời kỳ hoàng kim của nữ nhân. Thực ra, ngón thực chỉ của Hạng Thiếu Long đã máy động từ sớm, nhưng vì muốn chinh phục thiếu phụ diễm lệ này, nên cố ý oai ả và không thèm để ý. Hạng Thiếu Long nghênh ngang bước tới giường nàng, chỉ còn cách 5 bước, cúi người thi lễ. Hạng Thiếu Long bái kiến Nhã Phu Nhân. Nói rồi nhìn thẳng vào thân hình bốc lửa của nàng mà không thèm giữ ý, nhưng không lộ vẻ mê mẩn, chỉ giống như đang thưởng thức một món cổ vật ngoài phòng. Nhã Phu Nhân cười, cất giọng trong trẻo, dịu dàng nói: Hạng Thiếu Long, ngồi đi. Hạng Thiếu Long mỉm cười, ngồi xuống với tư thế đẹp nhất, nhìn nàng mà không nói lời nào. Nhã Phu Nhân không vui nói: Ta chưa bao giờ thấy một ánh mắt nào cả gan vô lễ như ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết thân phận của ta ư? Hạng Thiếu Long ung dung nở nụ cười, nói một cách tự tin tự phụ:
thần làm sao không biết thân phận của nhã phu nhân, nhưng vẫn không thay đổi được sự thật. Ta là nam nhân, phu nhân là nữ nhân. Thần dùng ánh mắt của nam nhân nhìn nữ nhân để thưởng thức phu nhân. Điều đó cũng đủ nói lên rằng, vẻ đẹp của phu nhân làm cho Hạng Mỗ quên đi khoảng cách quân thần. Nhã phu nhân lặng người đi, ngồi dậy. Hạng Thiếu Long hào háo nhìn vào bộ ngực bốc lửa của nàng. Nhã phu nhân giận dữ quát. Vô lễ, ngươi nhìn cái gì? Hạng Thiếu Long biết phải dừng đúng lúc, mặt tỏ vẻ cung kính đáp. Phu nhân nếu không vui vì chân tình của thần, xin hãy trừng phạt. Nhã phu nhân lúng túng đáp. Thôi đi, ngươi có biết tại sao bổn phu nhân triệu kiến ngươi chăng? Hạng Thiếu Long định nói là đến để đưa người lên giường xuống chiếu, nhưng đương nhiên không dám thốt ra miệng, nhẹ nhàng nói. Đương nhiên là biết, phu nhân muốn xem thử Hạng Thiếu Long có phải là thứ mà phu nhân mãi tìm hay chăng? Nhã phu nhân trợn mắt nhìn gã một lúc rồi bật cười. Ta chưa bao giờ gặp một người đàn ông cuồng vọng tự đại hơn ngươi. Hạng Thiếu Long mỉm cười đứng dậy, cúi người nói. Nếu nhã phu nhân nói thế, thần xin cáo lui. Nói rồi quay người đi. Nhã phu nhân không ngờ gã dùng chiêu này, tức giận quát lớn. Đứng lại cho ta, mi không sợ chết à? Hạng Thiếu Long quay người lại, mỉm cười. Phu nhân bớt giận, thật ra thần sao đánh bỏ đi được. Chỉ là muốn xem phu nhân có lên tiếng giữ thần lại để cùng chọn giấc xuân tiêu mà thôi. Nhã phu nhân nhìn gã với ánh mắt rực lửa, có vẻ như ép người ta. Những lời nói không chịu lép vế kia đã khiến cho lòng nàng bấn loạn, nhưng nàng càng đẹp thêm muôn phần. Ánh nắng cuối cùng đã biến mất, căn phòng bắt đầu tối. Hạng Thiếu Long bước đến bên chiếc ghế nhỏ bên cạnh nhã phu nhân, quỳ xuống, cầm môi lửa để trên ghế châm vào ngọn đèn. Dưới ánh đèn, nhã phu nhân say sưa ngắm đôi mắt của gã. Hạng Thiếu Long nghĩ thầm, từ ngày xuất đạo cho đến nay, đây là lần đầu tiên thưởng thức được không khí cổ điển lãng mạn này. Đêm nay, làm thế nào cũng phải chinh phục được mỹ nhân này. Đây là ước mơ của bất cứ gã đàn ông nào gặp nàng. Gã cũng không phải ngoại lệ. Gã quỳ trước mặt nàng, nắm lấy đôi vai của nàng, dịu dàng mà rằng. Muốn ta xem phu nhân là nữ nhân, xin phu nhân hãy cho biết. Nhã phu nhân cảm thấy toàn thân không còn sức phản kháng. Nàng ngã vào lòng gã, dịu dàng than thở. Tại sao Hạng Thiếu Long ép người quá đáng như thế? Hạng Thiếu Long nhìn vào đôi mắt nàng hỏi. Phu nhân có bao giờ khoái lạc chưa? Nhã phu nhân lộ vẻ buồn rầu, thỏa thẻ đáp. Khoái lạc ư, ta chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Hạng Thiếu Long thở dài. Nữ nhân quá xinh đẹp cũng chỉ là hồng nhan bạc mệnh. Trách nhiệm đương nhiên là ở người đàn ông, nhưng sắc đẹp cũng chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi. Không biết có được bao nhiêu mỹ nhân tìm thấy được niềm vui khi sắc đẹp dần mất đi. Tự cổ mỹ nhân như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu. Cho nên nhã phu nhân mới nhân lúc nét hoa nở rộ tìm cho mình một người đàn ông. Hạng Thiếu Long hỏi đúng tim đen của nàng, khiến cho nhã phu nhân thổ lộ tấm chân tình với gã, bị gã nắm phải điểm yếu. Nhã phu nhân mỉm cười, nắm lấy tay gã, sau đó kéo gã đứng dậy, thỏ thẻ nói. Nhưng ta biết rằng đêm nay ta sẽ rất vui. Nào, hãy vào trong, ta đã chuẩn bị tiệc rượu, chúng ta vừa uống vừa nói chuyện được chăng? Nhã phu nhân bưng mỹ tửu dâng đến miệng Hạng Thiếu Long, mỉm cười nói. Đây là ly rượu đầu tiên, Thiếu Long chúng ta mỗi người uống một nửa nhé. Hạng Thiếu Long cười thầm, dù nàng xuất thân cao quý như thế nào, nhưng vẫn là một nữ nhân cần được che chở, yêu thương. Dựa vào điều này, có thể làm cho nàng không thể chống cự được. Cách chinh phục nàng duy nhất là phải xem nàng như một nữ nhân bình thường. Quan trọng hơn là phải khiến cho nàng cảm thấy là một nữ nhân bình thường, còn tốt hơn là một vị phu nhân. Gã rất hiểu rõ điều này. Vấn đề duy nhất là Liên Tấn chiếm vị trí thế nào trong lòng nàng, bởi vì y cũng là một nam nhân rất hấp dẫn. Nhã phu nhân là một cuộc chiến khác của gã và Liên Tấn. Đêm cứ thế qua đi, nàng không còn là một mệnh phụ nữa, mà đã trở thành một người tình của Hạng Thiếu Long. Đêm nay, nàng đã giữ Hạng Thiếu Long lại bên mình. Điều đó khác với mọi hôm,
Liên Tấn cũng không ngoại lệ. Nhưng đêm nay, nàng không muốn xa rời người đàn ông này. Nhưng chỉ đêm nay, ngày mai sẽ hoàn toàn khác. Không có người đàn ông nào có thể khiến nàng đầu hàng. Nàng chỉ muốn người đàn ông khuất phục mình, chứ không muốn cúi đầu trước người ta. Trong mơ hồ, nàng thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Hạng Thiếu Long chẳng biết đi đâu, chỉ để lại một nhánh hoàng cúc vừa ngắt ngoài vườn. Nhã phu nhân cầm lấy cành hoa, nở nụ cười.